Kính thưa quý vị, MC Khả Như và MC Hoàng Đại Bơ xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Bộ Ba Ăn Ý. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện, được phát sóng vào lúc 19:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Với sự đồng hành của nhãn hàng bánh Goodie, trọn kết nối thêm yêu thương. Ba đội chơi sẽ cùng trải qua những thử thách của chương trình. Vòng 1, cùng nghỉ. Các đội chơi sẽ giành quyền trả lời 10 câu hỏi kiến thức thuộc 7 chủ đề khác nhau. Vòng 2, cùng xem. Ba đội chơi theo dõi một tiết mục giải trí trên sân khấu và trả lời 8 câu hỏi về những chi tiết trong phần biểu diễn. Vòng 3, cùng chơi. Ba đội chơi sẽ tranh tài trong một trò chơi vận động được chia làm nhiều chặng. Đội đạt giải nhất của chương trình nhận được phần thưởng quà tặng trị giá 9 triệu đồng. Đội đạt giải nhì nhận được phần thưởng quà tặng trị giá 6 triệu đồng. Đội đạt giải 3 nhận được phần thưởng quà tặng trị giá 3 triệu đồng. Tập phát sóng tuần này, chúng ta hãy chào đón 3 cặp đôi, 6 người chơi rất năng động, trẻ trung. Và hy vọng năng lượng của họ sẽ giúp cho các đội trưởng được tỏa sáng trong ngày hôm nay. Yeah, xin mời. Xin chào hai bạn MC và tất cả mọi người đang có trong phim trường của bộ Ba Ăn Ý. Mình tên là Trinh Phạm và hiện tại công việc của mình là một diễn viên. Và đây là... Dạ, em là diễn viên trẻ măng Kim Ngọc. Em với chị Trinh thì cũng khá là ăn ý, cho nên hôm nay quyết định tới đây để test thử cái độ ăn ý của tụi em coi có thiệt không. Đi chinh phục tất cả khắp nơi. À, Trinh Ngọc rồi. Mời em. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Minh Hy, hiện tại đang là diễn viên. Tình trạng hôn nhân thì là độc toàn thân. Và đây là người anh em chí cốt của mình. Dạ, em chào anh Hoàng, chào chị Khá Như, chào tất cả khán giả đang xem chương trình Bộ Ba Ăn Ý. Em là thần đồng âm nhạc nhí Thiên Phúc. Em nghĩ em là thần đồng âm nhạc nhí lâu chưa? Dạ, từ hồi em bắt đầu đi hát tới giờ là em có cái tên thần đồng âm nhạc nhí tới giờ luôn. Là em đi hát năm bao nhiêu tuổi? Dạ, em đi hát năm 21-22 tuổi. Lúc em bắt đầu hát là em hát ở sân khấu Sen Hồng, ở giường âm nhạc, hát toàn nhạc thiếu nhi. Cho nên là dính cái tên tới bây giờ luôn. Cảm ơn em rất nhiều, xin mời cặp đôi tiếp theo ạ. Và lời đầu tiên, mình xin được tự giới thiệu, mình tên là Hoàng Trọng Tiến. Và công việc hiện tại Tiến là một ca sĩ và là một MC. Và bên cạnh đó, mình còn là một kỹ thuật viên khúc xạ. À, khúc xạ là ánh mắt á, mắt á. Và sau đây là thành viên thứ hai của đội. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Dạ, xin chào chú Hoàng. Dạ, em xin chào chú Hoàng. Dạ, con xin chào cô Khải Như ạ. Dạ, con là Châu Tấn Tài, hiện tại là con là sinh viên của trường FPT ạ. Ừ, giỏi không trai? Sinh viên năm mấy? Dạ, con sinh viên năm 2. Năm 2 là năm nay nhiêu tuổi? Dạ, con sinh năm 2001. 2001, có nhiều người kêu cô bằng chị á. Dạ, chị Khả Như ạ. Dạ, chị Khả Như ạ. Dạ rồi, cảm ơn em rất nhiều nha. Còn ai nữa? Anh Hoàng, rapper đẹp trai ạ. Đó, cảm ơn em rất nhiều, xin mời các bạn về vị trí ạ. Và bây giờ xin mời 6 bạn người chơi cùng với quý vị khán giả, chúng ta chào đón sự xuất hiện của 3 diễn viên ngày hôm nay sẽ là 3 đội trưởng của bộ Ba Ăn Ý. Xin mời. Yeah. Đây chính là sự xuất hiện của Yeah Yeah Nhật Hà, Phương Lan và Huỳnh Quý. Em định hỏi là anh Hoàng, anh mua cái vải may cái áo xong còn dư miếng cái anh đưa cho chị Như, chị may cái váy. Chúng tôi trao qua trao lại như vậy đó để thể hiện là chúng tôi là một cặp đôi rất ăn ý. Em thấy quá trời hề hước rồi. Giới thiệu đi Lan. Dạ, xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình bộ Ba Ăn Ý. Dạ, xin chào 6 anh chị em người chơi. Dạ, xin chào 2 MC quá là thân thiết với tôi. Và hy vọng lần hôm nay em tới đây em sẽ quậy banh cái số này. Được. Wow. Tự nhiên cái thân à. Chị đừng có như vậy, chị thương tôi, chị cứ hay diễn mấy cái nét đâu rồi. Có thân thiệt không vậy chứ thấy sao đẩy nhau quá vậy? Thì càng thân càng vậy đó. Nào bé Hạ, mời em. Dạ, tiểu phẩm, mọi người tiểu phẩm xong rồi. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Dạ, em xin chào quý vị khán giả đang xem đài. Em là Di Nhật Hạ, em chào anh Hoàng rapper, chị Khả Như, chị Lan, anh Huỳnh Quý và tất cả các anh chị người chơi ngày hôm nay. Hết. Ủa là dạ. Chấm hết rồi hả? Thì lời chào đầu chương trình thì mình chào thôi. Thì em là oh yeah yeah. À yeah. Yeah. Tiểu phẩm nữa, tiểu phẩm nữa. Hèn chi đặt tên yeah yeah Nhật Hạ là đúng rồi.
Huỳnh Quý tiếp đi em. Để nói cái dấu phẩy của dây thì em là Huỳnh Quý, diễn viên, và xin chào quý vị khán giả của chương trình Bộ Ba Ăn Ý. Chào anh Hoàng Rapper, chị Khả Như và các bạn chơi. Hôm nay đến với chương trình hy vọng là sẽ cùng Phương Lan, dây quẩy tung Bộ Ba Ăn Ý nha. Yeah. Giang Hạ, bên đây sức khỏe em ổn không? Em hơi nóng. Sao cô bé mùa đông quý vậy? Em tưởng em mặc cái này là nóng rồi. Em thấy anh Quý mặc hai lớp y nóng hơn. Nóng nha. Tới khi hạ vô y nóng nhất. Bảo đảm luôn không khí chương trình ngày hôm nay sẽ còn nóng hơn nữa. Chính nha. Chính xác. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta đến với thử thách ghép đội dành cho tất cả người chơi. Thử thách ghép đội. Đội trưởng và người chơi cùng tham gia một thử thách hoặc một trò chơi nhỏ để ghép đội theo thứ tự lần lượt về nhất, về nhì và về ba. Đội nào về nhất được tặng trước 50 điểm, đội về nhì được tặng 40 điểm, đội xếp cuối cùng được tặng 30 điểm. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với thử thách ghép đội và Khả Như và Rapper sẽ mời ba đội trưởng chơi trước. Thử thách được mang tên là đánh yêu. Đánh yêu. Wow. Dạ, ba chiếc gối, mỗi đội trưởng mỗi người một gối. Và bên cạnh đó, mình sẽ ngồi ở tư thế là ngồi xổm, không được chạm chân xuống mặt đất. Và ai bị té xuống trước 30 điểm, té thứ nhì 40 điểm. Ai còn trụ được lâu người ta được 50 điểm. Trò này em chơi thắng thì cũng thiệt em, mà thua thì cũng thiệt em lắm. Đúng chứ. Rồi. Ủa thắng thua thiệt là anh sao? Thắng thì thiệt anh thiệt, nhưng mà thua là không có thiệt. Không được, anh nói Khả Như thế chỗ của em. Rồi, thôi đừng, thôi chị Như học võ vô Việt Nam chỉ ghê hơn nữa. Tới chuyện với em luôn đó. Bước vô, rồi vô. Lên. Ba đội trưởng sẵn sàng ha. 3, 2, 1, bắt đầu. Ủa, gì vậy? Mấy đứa ơi, anh lớn mà biết ơi. Anh lớn rồi, anh nhường đi. Chơi không có chơi mạnh bạo nè. Phương Lan ngồi dịnh với Thanh kìa. Phương Lan ngồi dịnh với Thanh kìa. Lan ơi, đừng có dịnh nữa đó. Lan ơi, Lan ơi. Lan lên lên. Nắm cái mũi, nắm cái mũi Lan ơi. Lan lên, Lan. Lan, Lan ơi. Lý té chút đi em. Lan lên, té chút đi em. Không có giật đâu anh. Hai chị em tấn công đi. Sao đừng tấn công đi. Ba điểm nha. Ba điểm. Thôi chúng ta tới rồi. Rồi, như vậy là chúng ta đã có cái kết quả ngày hôm nay. Dê Nhật Hạ đã được 30 điểm. Quỳnh Quý té sóng xoài 40 điểm. Và Phương Lan 50 điểm. Đó là ba vị trí đội trưởng, nhưng chưa biết là ba cặp đôi còn lại sẽ về với đội trưởng nào. Bây giờ mỗi cặp đôi sẽ cử ra một bạn đại diện để mình tham gia trận chiến này. Xin mời. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đây nè, đây nè. Đưa té, trời ơi, đưa té. 30 điểm. Bay bóng, bay bóng, trời ơi. Vậy là chúng ta đã có kết quả của các cặp đôi của người chơi và xin mời các bạn về đội của mình à. Xin mời. Kính thưa quý vị, như vậy là ba đội đã xác định tại vị trí của mình. Đội trưởng Phương Lan mang về 50 điểm. Đội trưởng Quỳnh Quý mang về 40 điểm. Và đội trưởng Dây Nhật Hạ mang về 30 điểm. 30 điểm phải tự hào vị trí đó chứ. Ủa nhưng mà chị Lan đâu? Có ai thấy chị Lan đâu không? Anh cũng thấy chị Lan đâu hết á. Chị Phương Lan đâu rồi? Ủa Lan? Ủa em nè, mọi người sao vậy? Là chương trình kêu em mặc cái bộ đồ cho nó phù hợp vô cái bát. Nó y chang từ cái màu tới cái hoa văn hình thôi luôn á chị Lan. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với vòng đầu tiên được mang tên Cùng Nghĩ. Vòng 1 Cùng Nghĩ. Ba đội chơi sẽ nhấn chuông giành quyền trả lời 10 câu hỏi kiến thức thuộc 7 chủ đề. Trả lời đúng được 20 điểm và được chọn chủ đề tiếp theo. Trả lời sai bị trừ 10 điểm. MC sẽ chọn chủ đề cho câu hỏi tiếp theo. Đội về nhất ở phần ghép đội sẽ được quyền chọn chủ đề đầu tiên. Tổng điểm vòng 1 là 200 điểm. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng đầu tiên cùng với bộ ba ý, đó chính là Cùng Nghĩ. Nhưng trước tiên, hãy chờ đợi xem ba đội sẽ đặt tên và có khẩu hiệu ra sao. Xin mời đội trưởng Phương Lan. Dạ, đội của em tên là Quyết Chiến. Chiến tới cùng. Yeah. Không, khẩu hiệu là gì, cái gì?
chiến tới cùng. Đội cùng. Còn Quỳnh Quý, nếu bên bển đã quyết chiến thì bên này sẽ quyết liệt. Quyết liệt lao liệt tới bến. Bến nha. Dạ, ủa. Xin mời Gia Gia Nhật Hạ. Thấy có vẻ mọi người thích chữ quyết. Đội của em được tên là Quyết Thắng. Không thắng thì cọc. Quyết Thắng mà đặt tên thắng mấy tuần trước có đội tên thắng rồi. Không thắng là cọc. Tên em là cọc. Đội cọc. Ơ vậy tính ra cái tên là bên kia là cùng bến cọc. Đúng rồi. Trời ơi. Dạ, đến với cái vòng này á, mọi người chỉ cần cái sự quyết liệt đó của mọi người thôi. Là nhiệm vụ của mọi người là sẽ trả lời những câu hỏi mà chúng tôi đưa ra cho quý vị. Và các bạn chỉ được nhấn chuông sau khi chúng tôi nói chữ hết. Hiểu chưa ạ? Trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai bị trừ đi 10 điểm. Đội cao điểm nhất được quyền chọn chủ đề đầu tiên. Cả ba đội cùng bấm chuông nha. Xin mời. Nào, chúng ta đến với đội cùng. Mình là ca sĩ cho nên là mình sẽ chọn âm nhạc đi. Tuyệt vời. Câu hỏi dành cho âm nhạc bắt đầu. Đi vào chỗ trống từ còn thiếu trong lời bài hát Bên trên tầng lầu của ca sĩ Tăng Duy Tân. Hát nè. Nơi nhớ này lâu phai nhốt em trong một lâu đài của những con quái vật. Chưa nói hết. Chưa hết. Phạm Huy. Chưa hết mà. Đội cọc Phạm Huy. Lâu đài em của cọc đúng không? Ba chấm hết. Đội bến. Hay quá. Cảm ơn đội vô đường cùng nhiều nha. Đội mình tới bến chứ hả? Dạ. Dạ em nhớ là nỗi nhớ này lâu phai nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất đó, tận. Ăn luôn. Đợi em chốt đáp án là lâu đài của những cơn đau bất tận. Và đó là câu trả lời không thể nào sai được. Xin mời đội chọn chủ đề tiếp theo luôn ạ. Do là đội trưởng của em là một diễn viên cho nên tụi em quyết định chọn chủ đề phim ảnh. Chủ đề phim ảnh như sau. Người yêu của nhân vật Jack trong bộ phim điện ảnh Titanic có tên là gì? Hết. Hay quá. Hay lắm Cùng ơi. Câu này em biết nhưng em mời hai bạn trả lời. Dạ. Em có thật sự biết không Lan? Em có thật sự biết này, không? Câu này em biết em. Câu cũng... này quá dễ ha. Bây giờ mình cùng trả lời luôn đi. Nào, người thương nửa kia của Jack là ai? Tên gì? Tên là... Không trả lời đâu vậy? Nó không có nhịp nghỉ vậy. Tên gì? Tên là Rose. Cái gì? Rose. Đánh vần chữ cái ạ? Đánh vần từng chữ ạ? Rose. R O S E. Yeah. Yeah. Đó là đáp án. Yeah. Đúng rồi. Nào. Chính xác. 20 điểm dành cho. Trời ơi. Đội cùng. Cảm ơn các bạn. Chúc mừng các bạn. Nhảy mà yếu dần. Cọc rồi lẹ. Đâu đi lẹ đi. Rồi vậy thì Dây Nhật Hạ muốn chủ đề gì nè? Em cũng theo slogan của hai anh chị. Bởi vì em chơi cùng với hai bạn nên cho hai bạn lựa. À vậy hả? Thì gợi ý đi, muốn gì tôi chọn giùm cho. Du lịch, du lịch chị. Du lịch hả? Tuyệt vời, ẩm thực nha chị. Rồi. Chủ đề ẩm thực. Panna cotta là món tráng miệng truyền thống của quốc gia nào? A. Phạm Quy. Phạm Quy. Không phải ưu tiên cho hai đội chơi đó mà. A. Ý. B. Pháp. C. Tây Ban Nha. Hết. Yeah. Đội cọc. Dạ Ý ạ. Và đó là đáp án chính xác. 20 điểm dành cho đội cọc. Hay quá. Nào, xin mời đội cọc chọn chủ đề tiếp theo. Em chọn du lịch đi ạ. Du lịch. Hồ nước ngọt có lượng nước lớn nhất thế giới tên là gì? A. Phạm Huy. Đội cùng Phạm Huy. A. Hồ Baikal. B. Hồ Victoria. C. Hồ Con Rùa. À chị. Không, Hồ Michigan. Hết. Dạ, đội bến. Hồ Con Rùa. Ủa, Hồ gì? Hồ... Ê. Anh đọc câu hỏi là anh liệu. Anh nói Hồ Con Rùa hả? Không ơi, nãy anh liệu. Sai. Chú, anh chưa chốt mấy. Anh chưa chốt mọi người à. Không, mình lại đi, mình chơi trăm điều khó. Quý ơi, mình lớn rồi. Nào, cùng la liệt, mình chốt đáng đi nào, các thành viên nào mình ơi. Dạ, chốt. Hồi nãy là tụi em, trước khi tham gia là tụi em có thống nhất với nhau là ngày hôm nay có gì khó thì cứ để đội trưởng lo ạ. Dạ, em mời đội trưởng. Tuyệt vời. Hay quá bạn ơi. Khó, câu này khó. Em thấy hồ Baikal là nghe em rất là quen. Thật ra trong ba hồ trên em chỉ biết mỗi hồ Baikal thôi. Cho nên em chọn hồ Baikal. Rồi, em chốt đáp án A, hồ Baikal ạ. Baikal là đáp án sai, làm sao được.
20 điểm dành cho đội Bến. Chúc mừng các bạn. Wow! Đây là hồ nước ngọt có lượng nước lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 22-23% tổng lượng nước ngọt không bị đóng băng quanh năm trên bề mặt trái đất. Còn xét về diện tích bề mặt, đây là hồ nước lớn thứ 7 trên thế giới. Xin mời đội Quỳnh Quý chọn tiếp ạ. Hay là mình chọn câu nói chọn đi anh. Câu nói. Và bây giờ xin mời ba đội chơi theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Câu nói nào phù hợp với hình ảnh này? Hết. Dạ, xin mời à, xin mời đội Bến. Em là em lấy số 10 với lại lá cờ của Ý đó, thì là phía sau là 10 Ý đúng không? Dạ. Đó là mấy người tất cả ta? 9 người. Rồi, chốt đáp án thôi, 9 người, 10 Ý. Chính xác. 20 điểm dành cho đội Bến. Dạ, xin mời đội Bến chọn tiếp chủ đề ạ. Xin phép chọn chủ đề thể thao ạ. Giải đua mô tô địa hình Việt Nam năm 2022 được tổ chức tại bao nhiêu địa điểm? A 4, B 5, C 6. Hết. Dạ, mời đội cung. Thật sự em chỉ bấm cho vui chứ em không biết. Vì bạn kêu là bấm đi, trả lời sai thì thôi. Mời bạn trả lời. Dạ, theo em đoán là năm 2022 có số 2. Em cộng lại 3 số 2 lại là em chọn đáp án C ạ, à, số 6 ạ. À. Tuyệt vời. Logic hợp lý. C là đáp án. Sai. Thiệt. Trời ơi. Bị trừ 10 điểm rồi. Cùng ơi, ráng lên nha. Biết trước có kết quả như vậy, thà không bấm. Và bây giờ Khả Như sẽ thay mặt cho ba đội chơi chọn chủ đề khác. Dạ, em xin chọn một cái chủ đề nãy giờ chưa chọn anh hả? Đời sống đi em. Đời sống ha. Dạ, Dansari là tên gọi của phong cách sống nào của đất nước Nhật Bản? A. Phong cách độc thân. B. Phong cách tối giản. C. Phong cách thuần chay hết. Hay quá. Bến, bến. Ghê, bến nhanh nha. 5, Nhật Bản 4, là một 4, đất nước. 3, 3 2, 2, 1, phong cách thuần chay. Thuần chay thuần chay. Thuần chay là đáp án sai, trừ 10 điểm. Dạ, là không chính xác à. Đáp án đúng đó là phong cách tối giản. Tối giản. Dansari ạ. Chọn chủ đề anh Hoàng. Thể thao đi, thể thao đi, anh thích thể thao. Đây là võ phục của bộ môn võ thuật nào? A. Cổ truyền. B. Võ Việt Nam. Và C. Karate. Hết. Trời ơi. Em là người có học võ Taekwondo thì ở đây không có đáp án Taekwondo. Dạ, em chốt là đáp Võ Việt Nam ạ. Bạn chắc chưa? MC chương trình này cũng biết rõ đó. Câu hỏi phụ dành cho bạn đó là đai này là đai gì? Đai này là đai vàng ạ. Đai vàng là đai gì? Dạ, đai vàng là đai cao nhất của Vô Vi Nam. Sai rồi, nhưng mà bạn trả lời đáp án Vô Vi Nam là đáp án chính xác ạ. Cộng 20 điểm cho đại hình. Mỹ gì á. Đai vàng thì là một cái đai cấp bậc, tại vì cao nhất là đai trắng. À, cao nhất là đai trắng hả? Năm 1964 là năm đánh dấu sự ra đời của võ phục Võ Việt Nam. Lúc này, trưởng môn Lê Sáng đã chọn màu xanh, màu tượng trưng của hòa bình và biển cả là màu võ phục, với ước mong môn phái Võ Việt Nam sẽ phát triển rộng khắp năm châu. Và bây giờ xin mời đội Bến chọn chủ đề tiếp theo. Dạ, câu nói ạ. Câu nói nào phù hợp với hình ảnh dưới đây? Hết. Dạ, trò thời tới rồi, cọc ơi. Thời tới rồi nè, vô 1, 2, 3 cùng nói nha. 1, 2, 3. Môi hở răng lạnh. Chính xác. Cộng 20 điểm cho đội cộng. Tới rồi, chạy sao kịp. Mấy cái lạnh lạnh thì là chị em đấy được hết rồi. Đúng rồi. Và bây giờ xin mời đội cộng chọn câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ 10. Dạ, chọn đời sống đi ạ. Theo quy định của mạng lưới ung thư vú Việt Nam, tóc tự nhiên có chiều dài tối thiểu bao nhiêu là đủ tiêu chuẩn hiến tặng? A. 10cm. B. 15cm. C. 25cm hết. Phạm Huy cọc. Phạm Huy bấm chuông trước chịu hết. Không kịp luôn. Hết. Dạ, xin mời đội cô cung. 15, anh nghĩ là 15. 15 đi, chọn đáp án B ha. 15. Dạ, em xin đọc thông tin để cho mọi người cùng biết, để chúng ta có kiến thức hơn về cái vấn đề này. Tóc hợp lệ hiến tặng là tóc tự nhiên có chiều dài tối thiểu từ 25cm trở lên. 25. Tất cả các loại tóc đã qua xử lý với hóa chất uống dưỡng có chiều dài tối thiểu từ 35cm trở lên. Và đội cùng bị trừ đi 10 điểm. Cảm ơn các bạn. Biết trước có kết quả như vậy. Lan ơi, ngay từ
đầu cái áo mà nó tệp với phông nền thì mình nên ngồi yên bảo toàn số điểm là hợp lý nhất. Và như vậy chúng ta đã kết thúc vòng thi đấu đầu tiên với những lượt bấm chuông tay nhanh hơn là suy nghĩ của các bạn. Nhưng mà không sao, chúng ta đang có những cái con số rất là ấn tượng. 50 điểm dành cho đội cung. Đội cung. Đội là thi chưa? Xếp thứ hai hiện tại 70 điểm, đó chính là đội cọc. 70 dạ. Và 110 điểm đến từ đội bên. Bên. Yeah. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng cùng xem. Vòng 2, cùng xem. Ba đội chơi sẽ trực tiếp theo dõi một tiết mục giải trí trên sân khấu của chương trình. Các đội nhấn chuông giành quyền trả lời 8 câu hỏi liên quan đến phần biểu diễn. Trả lời đúng được 50 điểm, trả lời sai bị trừ đi 30 điểm. Tổng điểm vòng 2 là 400 điểm. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với bộ bàn ý và bây giờ sẽ là vòng 2 được mang tên cùng xem. Dạ, các đội chơi thân mến, ở vòng này chúng ta sẽ cùng xem một tiết mục biểu diễn trên sân khấu và nhiệm vụ của mọi người sẽ nhớ từng chi tiết diễn ra trên sân khấu như thế nào và cả trên màn hình LED nữa. Ngày hôm nay không phải múa hát mà là một tiết mục ảo thuật. Dạ. Xin mời quý vị chúng ta đến với tiết mục được mang tên Cánh chim sắc màu qua phần trình diễn của ảo thuật gia Quỳnh Cường. Ủa. Nhớ gì luôn. Dùng dầu biến hóa thành một con chim. Trời ơi. Ồ, ra nữa. Đó. Ồ, trời. Nữa. Ủa?
hỏi cái căn dài bao nhiêu cm. Đó, không có gì, không có gì ở đây, không có gì. Dạ. Được biến mất bốn con chim này. Ủa, cưng đấy hả? Cưng diễn luôn á. Cưng. Ghét lắm. À. Khả Như xinh đẹp, nói đi con. Khả Như xinh đẹp, cô mèo xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Một tràng pháo tay dành cho ảo thuật gia Huỳnh Cương. Cảm ơn anh rất nhiều à. Và xin cảm ơn và trợ lý rất đắc lực với phần thuyết minh phụ đề lồng tiếng Phương dạ. An. Dạ. Một tiết mục rất hấp dẫn, quá tuyệt vời, rất và đặc sắc. Và dễ thương nữa, mấy bạn nhỏ quá dễ thương, hợp tác hết mình cùng với sự trợ diễn không cần thiết của Phương Lan. Nhưng mà dễ thương mà thêm thú vị. Đáng yêu lắm, dạ rồi. Và bây giờ là câu hỏi dành cho tất cả mọi người. Chúng mình sẵn sàng bấm chuông nha. Ảo thuật gia dùng những loại đạo cụ nào để biến ra những con chim hết? Hay quá, đội cung. Thứ nhất là gì? Dạ, khăn à. Cái ly à, á. Cái ly à. Cái ly à, đó, cái ống. Cái ống. Dạ, cái ống. Rồi. Rồi, đúng. Cái nón à. Cái nón. Ba cái nữa. Khăn ống. Cái... À, báo. Đó, báo. Đúng rồi, chính xác. Trời 50 điểm dành cho đội cùng. Trời ơi, hay quá. Thật sự là khi mà cái cách bạn trả lời là rõ ràng là bạn nhớ từng chi tiết đúng. Anh à. Rất giỏi. Dạ. Câu tiếp theo ạ. Đạo cụ tờ báo biến ra con chim được ảo thuật gia xé bao nhiêu lần? Hết. Cùng. Nhớ không? Dạ, 4 lần ạ. À. 4 lần là đáp án.
Chính xác, 50 điểm dành cho đội cô. Hay quá vậy. Thôi. Hay quá vậy. Hay quá mọi vậy. Người à, hai câu trả lời thì điểm cũng nhiều. Xin nhường lại cho đội bạn. Bớt nhường đi chơi thua bây giờ nè. Thua bây giờ đó. Câu số 3. Ảo thuật gia dùng đạo cụ gì để biến từ chim bồ câu ra chim vẹt hết? Bên bên. Cái ống em nhớ nhét con kia vô rồi ra con và đó. Và chốt đáp án là cái ống. Đó là đáp án. Chính xác. 50 điểm dành cho đội bên. Và bây giờ câu hỏi số 4, cực khó, rất khó. Cẩn thận nha. Cực khó luôn hả? Con vẹt to nhất có cái cánh màu gì? Hết. Ê, cái chú em không mang ý gì sao cái chú Phạm Huy. Đúng rồi. Ủa? Chưa tới chữ hết mà anh bấm rồi. Hết. 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 Có cái cánh màu xanh. Ở phía trên nó màu xanh, còn ở phía dưới nó hình như màu vàng. Rồi chốt đi. Chốt đáp án là ở phía trên của nó là có hơi xanh xanh, nó tím 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 nhẹ nhẹ. Ở phía dưới là màu vàng vàng. Vàng vàng. Đúng rồi, đúng dạ, rồi. Và đúng đó rồi. Là đáp án chính, chính xác. Xác. Yeah. 50 điểm dành cho đội cọc. Dạ, xin mời bạn Dẹt bước lên sân khấu. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp thật sự luôn. Trời ơi, bạn tung cánh à. Ôi, hay quá. Bé tên gì vậy anh Cường? Bắp. 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 Đây, bắp. Bé bắp. 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 Cường. À. Con ơi, cảm ơn con đã mang điểm về cho mẹ. Đây. Dạ. Hello bạn. Xanh vàng. Trời ơi, cái đầu hello, màu xanh. Hello, hello bạn. Hello bạn. Gật đầu kìa, nó gật đầu kìa. Ừ, rồi. Dạ, em cảm ơn anh Cường. Dạ. Cảm ơn nha bé bắp. Vỗ tay. Bye bye bắp. Cảm ơn bắp. Trời, bay lên. Bay lên. Đòi bay. Câu tiếp theo. Câu số 5. Trong tiết mục có tất cả bao nhiêu con chim? Hết. Yeah. Phạm Huy rồi. Rồi đội mà. Cầu đó Huy rồi. Đó. Em bấm chữ chữ hờ luôn á. Em bấm sau chữ e đó. Chữ e. Chị vô chữ hờ cái em ren cái. Phải sao chữ tờ. Chăm chú. Hết. Đó. Đọc lại nè. Ủa chị hỏi gì quên rồi. Mời đội bến. Có bao nhiêu con chim? Bao nhiêu chim? 6 con. Có bao nhiêu con chim? Em nhớ là có hai con trắng ở ngoài, một con trắng giấu ở trong chưa móc ra. Hai con xanh rồi. Và một con chim bự nhất là 6 con tất cả. 6 con mà chắc 6 chưa. Con chưa? Em chắc 6 con. Thì đó là đáp án chính xác. Năm mươi điểm dành cho đội bến. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 6. Đàn chim trên màn hình LED có màu gì? Phạm Huy. Trời ơi, màu gì thì màu gì hết đi. Màu gì? Tại sao mà nói chữ hết? Hết. Ủa? Xin mời đội cọc hợp lệ. Em nhường cho hai bạn chơi cùng trả lời. Dạ, màu em gì? Thấy là có màu xanh lá. Màu xanh lá? Màu xanh lá tiếng Anh là gì? Green. Màu xanh. Ủa? Có câu hỏi phụ nữa hả? Và đó là đáp án. Chính xác. Yeah. 50 điểm dành cho cậu. Dạ, câu tiếp theo. Bồ câu được biến ra từ cái khăn có mấy màu? Hết. Chưa hết, chưa hết nữa. Anh Như. Sao ngộ quá ta còn bắt cái nhịp cho mọi người bấm mà nở lòng nào mà sao mà cứ bấm trước hoài vậy? Hết. Hay quá bến. Chị lúc nào hiểu ý luôn. Chị lúc nào cũng hết là em hiểu chị. Xin mời bến. Nãy mình nói á. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu đen. Màu trắng. Màu trắng. Màu cam. Màu cam. Không, anh nhớ 7 màu. 3. Mình chốt 7 đi. 2. 1. 5. 7. Hết giờ. Rồi em chốt 7 đi ha. Rồi em chốt 7 màu. 7 màu. 7 màu. Cầu vồng với em ơi. Cầu vồng hả? Cái sắc cầu vồng tụ lại ra con chim màu trắng. 7 màu. 7 màu. Đó là đáp án không chính xác. Đáp án đúng đó là 6 màu. Bị trừ 30 điểm. Thôi à. Câu cuối cùng ạ. Giải khăn nhiều màu biến ra lồng chim có một màu bị lặp lại, đó là màu gì? Hết. Trời, ghê hả? À? Xin mời đội bến. Ông đội ơi. Cho đôi cô trả lời đi. Màu đen hoặc màu trắng á, màu đen hoặc màu trắng. Cái hai màu đó xuất hiện nhiều. Và màu? Dạ màu đen. Và đó là đáp án.
chính xác 50 điểm dành cho đội bến. Như vậy là sau cái phần chơi quyết liệt vừa rồi, chúng ta đã có số điểm mới như sau: vẫn giữ ở vị trí hạng 3, đã thuộc về 150 điểm. 150 điểm với đội trưởng xuất sắc Phương Lan. Tạm về nhì đó chính là 170 điểm của đội Cặp. Dạ, Cộng và Cộng. Đội Bến với 230 điểm đang dẫn đầu chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng Cùng chơi. Xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với bộ ba Ý. Và bây giờ sẽ là vòng cuối cùng được mang tên Cùng Chơi. Vòng 3 Cùng Chơi. Ba đội sẽ cùng tham gia một trò chơi vận động với một hoặc nhiều chặng khác nhau. Ở mỗi chặng, các đội sẽ cử ra đại diện để tham gia thử thách cùng với hai đội còn lại. Tổng số điểm ở vòng 3 là 300 điểm. Dạ, ở vòng này chúng ta có hai chặng. Ở chặng đầu tiên, hai thành viên không phải đội trưởng ra chơi. Đúng rồi. Nhiệm vụ của các bạn là chơi làm sao mang về 200 điểm ở chặng đầu tiên. Đúng vậy, và trò chơi rất đơn giản được mang tên chú bé ngu ngơ. Yeah, rất đơn giản luôn. Nhiệm vụ đó là một người sẽ quăng cái gối này lên trên cao, người còn lại sẽ lộn mèo chụp cái gối quẹt thôi. Ổn anh Hoàng? Ổn. Hoàng, mình có tuổi rồi, mình đừng có làm mấy chuyện bạn già cả còn không biết lộn. Hy vọng các bạn trẻ biết lộn. Một người sẽ quăng cái gối lên cao, người còn lại lộn mèo một vòng chụp được cái gối bằng chân. Bằng chân. Ủa là anh Hoàng chụp được chưa? Cái pha hồi nãy là cái pha mọi người phải cầm nên theo tránh cái gối luôn. À, làm mẫu là sai rồi. Là sai, như vậy là làm sai. Đúng rồi. Vậy là hơn rồi, vòng này là nhiệm vụ đặt nặng lên đôi vai của thành viên. Đội trưởng tụi em sung sướng. Đúng rồi, đúng rồi. Đội nào chụp được nhiều hơn đội đó sẽ giành chiến thắng ạ. Mỗi đội sẽ có 3 phút để thực hiện thử thách của mình nhé. Cố lên hai bạn. Và bây giờ ơi, đội đang cao điểm nhất đó chính là đội Bến sẽ vào vị trí. Xin mời hai bạn. Phúc, chuẩn bị thế đi, chuẩn bị cái thế lộn đi. Chuẩn bị. Lộn nhẹ thôi, lộn nhẹ 3 thôi. 3 phút bắt đầu. 3, 2, 1, heo chụp. Ném ra giữa, ném ra giữa đó, ném ra giữa đó. Mình quen rồi, mình quen rồi. Ném ra giữa, ném lên, ném lên. Cao lên. 3, cao lên. 2, ném lên. Chụp đi bé ơi. Ồ, chưa được, chưa được. Sắp được thôi. Sắp lại, lại, tí bi, tính giờ, tính giờ. Từ từ. Rồi, thảy là 1, 2, 3, thảy đi. Chụp 2. Trời ơi, gần được rồi. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Ráng lên. Nhẹ nhẹ thôi. Từ từ mà. Em cúi xuống đi, chuẩn bị lộn đi. Ừ. 3, 2. Đúng rồi, đó, vậy đúng rồi đó. 1 lần. 1 lần. Hãy lên cao lên, đừng có ném lên phía sau bạn. 2, 1. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ném lộn cùng lúc nha. Nhanh Phúc ơi, Phúc ơi. 3, 2, đi. Đừng có ném ra sau lưng bạn. 3, 2, đi. Đừng ném vào sau bạn ơi. Cực ghê. Sẽ ơi, ném cái đầm gần gần đó, đừng ném vào sau bạn. Ráng lên, ráng lên. Ném gần gần thôi. 3, 2, 1. 1. Hi hi hi. 2, 1. Thầy ơi, thảy lên trời á, thầy ơi, đừng. 3, 2, 1, nhiều nữa. Lâu. Chấm. Chấm. Gần được. 3, 2, lâu. Ok, ok, 3 lần. 3 lần, 3 lần. 3, 3, 2, lâu. Thảy lên đó em, thảy lên trời em, đừng có quăng ra. 3, 2, lột. Trời ơi, cao quá, cao quá. Em thảy lên trời đó Hi, em thảy lên trời, đừng có phóng ra. 3, 2, thảy. Đúng rồi, đúng rồi, trời ơi. Chưa không tính đúng không? Chưa được. Mệt quá hả? Lột. Gán lên, gán lên, gán lên. 3, 2, lột. Chấm. Gán lên Phúc. Đổi, 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 đổi. Thảy lên Phúc ơi, thảy lên, thảy lên. 3, 2, đâu rồi? Đổi lại, đổi lại liền cho tôi. Đổi lại đi, đổi. 3, 2, lần. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 4 lần, 4 lần.
Gán lên Phúc ơi, gán lên Phúc ơi. 4 lần rồi. 2, lộn. Con thả kìa. Lẹ lên đi, hết thời gian rồi. 10, thảy lên trời em. 9, lộn. 3, 2, 8, 7, 6, 5, 4, đây cuối. Lộn luôn, lộn đi. 2, 1, 2, 1, 2, trời. Hay quá. Như vậy là đội Bến đã được 6 lần gấp gối trúng. Xin mời các bạn về chỗ ạ. Xin mời các bạn. Ba, hai, một, bắt đầu. 3, 2, 1. Cố lên, cố lên. Chưa hợp lại, chưa hợp lại. Gần lại, cao lên. 1, 2, 3. Hư. Em lăn cao quá vậy chứ không. Giờ tiếp đi, tiếp đi. Mình canh đi, mình canh cái tọa độ điểm cuối đi. 3, 2, 1. Cao quá, cao quá. Đổi thử đi, nhanh đi, đổi thử, đổi thử. 1, 2, 3. Yeah, cố lên. 1, 2, 3. Lớp. Sao quá vậy? Em lớp quá đi. Sao tôi sáng chết tôi lý quá. Đổi lại, đổi lại. Cố lên nha. 2, 3. Wow. Tiếp đi làm sao, cố lên, bình tĩnh, bình tĩnh. 1, 2, 3. Đúng rồi, đánh chậm trời ơi, ơi. Kẹp cái chân lại là được. Đi, gần được rồi. 1, 2, 3. Hey. Một lần đi, một lần. 1, 2, 3. Trời ơi, chưa nhậu được rồi. Ném hơi nhanh. 1, 2, 3. Em đó. Ngọc, Ngọc, đổi bên Ngọc. Ngọc, hai lần. Đổi bên đi, đổi bên đi. Đổi bên ném á, để quay vô. Đổi bên, rồi. Quay, 3, 2, 3. Đúng rồi, tiếp luôn. Nhanh, nhanh, nhanh. Xa nhau ra tí. 1, 2, 3. Chưa được, chưa được. Đứng xa nhau ra chút xíu đi. Đứng xa nhau ra chút xíu đi. Nét bất lực luôn. 3, 2, 1. Cố lên. Tiếp đi nha. 1, 2, 3. Trời ơi, sắp được rồi. Trinh ơi, từ từ, Trinh ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Ráng lên, ráng lên. Lùi xa xíu, Trinh ơi. 3. Yeah. 5 lần. 5 lần rồi. Cố lên, 2 lần nha. 5 lần rồi. 3. 6 lần rồi. 6 lần rồi. Tiếp tiếp, cố lên. Lần nữa, lẹ lên, lẹ lên. Tiếp. 7, 6, 8 lần. 5, 4, 3. 2, 1, hết giờ, 7 lần. Hay quá, anh chấn tâm lý rồi. Quá giỏi. Rất giỏi, rất cố gắng. Trời ơi. Xin mời đội cùng. Từ nãy giờ thì đồng đội em trong lúc bạn đang lộn mèo ở ngoài đó thì em đã tập thể dục để cho gân cốt giãn ra. Được. Ba, hai, một, bắt đầu. Hay lắm. Quá. Đúng là bài tập thể dục quá khác. Chuyên nghiệp. Hey, trời ơi. Lượt vừa rồi không hợp lệ bởi vì phải ném và lộn. Làm lại. Chậm mà chắc anh ơi. Chỉ mới một lần thôi. Trời hai ơi. Lần, hai lần. Đúng là tập thể dục quá khác. Còn một lúc nha. Hey. Ba lần. Hay vậy trời. Đúng là tập thể dục quá khác. 2, 3. 4 lần. Trời ơi. Đúng là tập thể dục quá khác. Chúng luôn á. 2, 3. 4 lần rồi. 5 lần. Trời ơi, vậy thật trời. Khủng khiếp. Khoan, trời ơi, cực quá, để em, thời gian còn nhiều mà. Có 5 lần rồi. 10, 9. Ôi, 8. Không. 2, tiếp tục nào. 3. Trời ơi. Sao người ta làm em hơn thua quá. 6 lần rồi. 7 lần. 7 lần hả? Phải 7 lần. Mình đứng mình tập thể dục đi coi mình làm tiếp. 7 lần rồi. Em ơi, ngủ chứ đi, nằm gối ngủ chứ đi, đừng ném nữa. 7 lần. Bắt đầu. 7 lần. 8 lần. Ngưng đi. Mình thắng chứ vô. Không. Thời gian vẫn còn, đi vô. Cái gì? Bây giờ đã ngủ em. Đã ngủ em luôn, ok. Vô. Từ từ nha. Như vậy. Vô.
Cái mũi lên ơi. Cái mũi. Cái mũi. Cái mũi em đâu. Ồ còn còn còn. Cái mũi còn. Cái mũi còn. Ok. Ok thôi chúng ta ngừng cuộc chơi. Trời ơi. Nhưng mà dễ thương. Dạ và chúng ta đã tìm được đội nhận được 200 điểm ở vòng 1. Đó chính là đội Cô. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chặng 2. Quý vị thân mến, chúng ta đang ở chương trình Bộ Ba Ăn Ý. Và đây là chặng 2 của vòng 3 được mang tên Cùng Chơi. Ở chặng 2 này cũng mang tên là Chúc Bé Ngủ Ngon. Mà Chúc Bé Ngủ Ngon lần này là thử thách dành cho ba đội trưởng. Nhiệm vụ rất đơn giản, sẽ có chiếc gối để sẵn ở trước mặt. Nhưng nhiệm vụ chúng ta ở vị trí đứng đầu tiên, sau đó tung cái mền lên và làm sao nhảy vào vị trí đầu đặt trên gối, và mền phải phủ lên người một cách trọn vẹn nhất có và thể, và không lú tay chân hay các bộ phận khác ra ngoài, chỉ lú cái đầu thôi. Dạ. Và trong vòng thời gian 2 phút, đội trưởng nào hoàn thành trong thời lượng ngắn nhất thì sẽ chiến thắng. Còn nếu như thời lượng trôi qua mà không đội trưởng nào hoàn thành hợp lệ thì chúng tôi sẽ tính theo diện tích của mền. Mà nếu như không có ai có được diện tích của mền mà hợp lệ nữa, chúng ta sẽ bước vào hiệp phụ nha. Dạ quý. Áo khoác quý, áo khoác. Quần quý, quần quý, quần quý, quần quý. Quý quý sẵn sàng chưa? Sao chị? Sẵn sàng chưa? Trời ơi, trước khi ngủ mà chị hù em rồi. Sẵn sàng hả? Chúng tôi xin hát một bài hát tặng cho bạn. Hè ơi, ngủ đây, đêm đã khuya trời. Ủa, chạy trời ơi, bơi, bơi. Rồi, hú hồn. Đếm nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Chị được. Thắp thôi, thắp thôi. Trời ơi, khó. Chưa được, chưa được. Khó quá. Chưa được vậy. Tung mạnh lên. Chưa bao giờ mà tôi thấy tôi khó ngủ như vậy. Lên. 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 Anh phải co cái chân lại. Không, chuẩn đâu, bị, đếm ngược. 10 Trời, 8 okay. 7 Phải co cái chân lại là được rồi. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Ôi giận ở nhà ngủ luôn. Xin mời Dê Dê Nhật Hạ. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có đủ bộ combo gối, mền và ra rồi. Xin mời tắm ra. Tắm ra. Chúng ta có thể nằm chạy chàng luôn kìa. Chuẩn bị vào vị trí. Cố lên Hạ ơi. 2 phút trời bắt ơi. Đầu. Vô. 2, 3. Chưa có được. Tính ăn gian hả? Chơi cố cái này lên, dễ bị mất ngủ lắm. Chưa được. Ôi. 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 Được rồi. Ráng đi, ráng đi, ráng đi. Chưa được. Chùm cái mặt coi. Sao khó vậy? Phải lòi cái mặt ra. Chơi này dễ mất ngủ lắm á. Ráng lên, ráng lên. Khó lắm, này khó lắm. Ráng lên. Thời gian không còn nhiều nữa. Em mệt quá. Ủa phải nằm co ro vậy luôn hả? Em quá mệt rồi. Lẹ lên. Lẹ lên. Còn, luôn, thời gian còn. Lần cuối nha. Gia đình tin em. Một đứa ban ngày. Cố lên. Cố lên. Ngủ thì. Hai. Yeah. Hai. Yeah. Hai lần. Đúng rồi, đúng rồi, đúng được. Rồi. Hợp lại, hợp lại. Xuất sắc. Cố lên. Yeah. Ok, ok. Được, được. Yeah. Là được 3 lần rồi. 10 9 3 lần rồi đó Hạ. 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Rồi, cảm ơn Nhật Hạ. Xin mời Phương Lan. 7 3 2 1 bắt đầu. Vô mà. Nửa người à. Trời, anh nghe một cái bịch luôn á. Hey. Hey. Nè,
ảo thuật nè, ảo thuật biến mất nè. Từ nha. Đây nè. Nào Lan ơi. Lan ơi. Trời ơi. Nhìn cái mặt Lan trước khi đi ngủ kìa. Mệt ơi. Mười, chín, tám. Trời ơi. Trời ơi. Gần đây. Trời ơi, ngủ mà. Em làm ác mộng hay cái gì Lan ơi? Lan ơi. Trời, rụng tóc. Lan. Lan ơi. Trời ơi, Lan bị mất ngủ đang rụng tóc. Trời mất ngủ mà rụng tóc em. Mệt quá. Mắc cười quá. Sao anh nát với em quá vậy? Anh không được. Em ngủ. Quán quân vòng này là Ye Ye Nhật Hạ 100 điểm. Xin mời mọi người về vị trí chúng ta cùng nhận thưởng à. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra xem kết quả chung cuộc của ba đội ra sao. Ở chặng 1, đội cùng đã giành chiến thắng và nhận được số điểm là 200 điểm. Nâng tổng số điểm lên là 350 điểm. Chúc mừng các bạn. Ở chặng 2 với 100 điểm thắng rất thuyết phục đến từ sự cố gắng của Ye Ye Nhật Hạ, mang về 100 điểm dành cho đội Cọc. Nâng tổng điểm 270 điểm. Như vậy chúng ta đã tìm thấy được đội giải nhất ngày hôm nay, đó chính là đội cùng với số điểm là 350 điểm. Đội về nhì thuộc về đội Cọc. Chúc mừng các bạn. Cọc không có mừng, không thắng Cọc. Và đội về ba ngày hôm nay, đội Bến với số điểm là 230 điểm. Xin chúc mừng các đội ạ. Nào chúng ta nhận thưởng thôi. Đầu tiên chính là phần thưởng trị giá 3 triệu đồng thuộc về đội về 3 ngày hôm nay. Chúc mừng đội Bến. Cảm ơn Quỳnh Quý. Và giải thưởng 6 triệu đồng giải nhì đã thuộc về đội Cọc. Chúc mừng. Chúc mừng đội ạ. Dạ và xin được chúc mừng giá trị tiền thưởng 9 triệu đồng giải nhất đã thuộc về đội cung. Chúc mừng Phương Lan. Mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người đã hết sức với chương trình ngày hôm nay. Tập phát sóng tuần này chính là tập cuối cùng của mùa 2 bộ ba ăn ý. Và chúng tôi chân thành cảm ơn tình cảm của quý vị khán giả đã luôn quan tâm theo dõi và góp ý cho chương trình. Và đặc biệt là sự tham gia của các đội trưởng, các nghệ sĩ và các người chơi đến đây để chúng ta có được những trang cư thật sảng khoái. Và Khả Như xin thay mặt chương trình cảm ơn quý vị khán giả vì đã luôn đồng hành yêu thương chương trình bộ ba ăn ý. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng bánh Goodie. Trò kết nối thêm yêu thương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào mùa sau.